Xin chào tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube của Đoàn Anh Khánh. Ngày hôm nay Khánh sẽ so sánh cho các anh chị Xpander Cross phiên bản 2023 và Xpander Premium phiên bản 2023 sẽ có những điểm gì khác, cũng như là trong video Khánh sẽ nói những phần nâng cấp của cả hai phiên bản cho các anh chị. Rồi, ở phần đầu tiên của video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh ở phần ngoại thất. Trước tiên ở phía trước đây thì Khánh đang đậu song song hai chiếc Xpander Cross phiên bản 2023 và Xpander Premium phiên bản 2023. Mình sẽ thấy ở phần đầu tiên trên Xpander Cross phiên bản 2023 nó sẽ là một cái phần mặt ca lăng ở phía trước này, nó sẽ thiết kế dày dặn hơn cũng như có nhiều nếp gấp hơn, và phần vuông vuốt của nó mang tính chất thể thao hơn rất là nhiều so với bản Premium. Ở đây nha anh chị, mặt ca lăng này, rồi cái cản cũng thay đổi này, rồi phần chữ X hai bên thì với cái chữ X của Xpander Cross sẽ được vuốt theo hình vuông nha các anh chị, có nhiều góc vuông hơn. Còn với Xpander Premium thì đây các anh chị sẽ một cái góc là góc nhọn nha, ở đây. Và cái phần mặt ca lăng cũng đơn giản hơn, có nghĩa là nó mang tính chất trung tính hơn, dễ chấp nhận hơn rất là nhiều. Còn Xpander Cross thì nó mang tính chất như đó, khỏe khoắn và thể thao, với những phù hợp với những các anh chị nào thích thể thao, thích sự mạnh mẽ thì sẽ là Xpander Cross. Còn trung tính, hài hòa thì sẽ Xpander Premium sẽ phù hợp cho các anh chị. Như Khánh mới nói này, Xpander ở phần chữ X ở đầu xe thì sẽ là cái mũi nhọn như thế này. Và phần đèn xe của hai phiên bản, đây em quay ở góc này, ở phần đèn xe ha, cả hai phiên bản đều sử dụng là theo dạng tia sét và có ba bóng này, thấu kính hậu tụ và projector, và cũng như hai bóng chóa ở trên này. Tuy nhiên ở phần thiết kế thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Thứ nhất là cái phần Xpander Premium sẽ là cái phần mạ chrome sáng bóng ở trên và dưới, còn Xpander Cross thì sẽ là màu đen ha, mang tính chất thể thao. Rồi tiếp theo, ở phía này, đèn sương mù của Xpander Cross sẽ có một cái thiết kế mới và khác với lại Xpander Premium luôn, và sử dụng là đèn full LED. Còn Xpander Premium sẽ là vị trí này, và đèn sương mù sẽ là đèn halogen. Về khả năng chiếu sáng thì đèn halogen về mặt kỹ thuật ấy, thì với cái ánh sáng màu vàng sẽ cho tốt hơn cái khả năng là màu trắng của Cross luôn nha anh chị. Tuy nhiên thì nếu các anh chị nào đang nghiêng về cái vẻ đẹp cũng như cái công năng á, thì Xpander Cross với cái đèn LED này thì nó cũng sẽ cho mình một cái ánh nhìn rất là đẹp hơn so với Premium. Rồi tiếp theo, những cái phần ở phần nắp này thì đều được dập ha, cả hai phiên bản đều vừa dập nổi và dập chìm ở phía này, rất là thể thao. Rồi một cái điểm mà Xpander Cross sẽ cao cấp hơn phiên bản Premium đó là cái bộ camera 360 độ, thì Xpander Cross sẽ được mặc định là có trên phiên bản này. Còn Xpander Premium thì chỉ trong tháng 3 này, cái lô xe đầu tiên ha, thì các anh chị sẽ được đại lý hỗ trợ cho anh chị một cái bộ 360 độ ở đây ha, có được tích hợp sẵn trên xe luôn cho các anh chị. Tuy nhiên về sau đó thì không biết Premium sẽ giữ chương trình này hay không. Rồi về tới phần thân xe, ở phần thân xe em quay hướng này nha. Xpander Premium 2023 vẫn giữ bộ mâm so với hai bản 2022 ha, toàn bộ ngoại thất cũng như nội thất sẽ đều giống phiên bản 2022. Về mâm sẽ là mâm 17 inch và mâm phay ha, có với thiết kế là tràng viền, được giới thiệu vào tháng 6 2022 thì anh cũng đã giới thiệu cho anh chị rất là nhiều rồi. Phần gương này, gương thì vẫn là gương mạ chrome này, tay nắm cửa với Xpander Cross vẫn vậy ha. Và điểm khác biệt của Xpander Cross cũng chính là cái bộ mâm này, mâm thì vẫn là 17 inch và có một cái thiết kế hoàn toàn mới so với phiên bản trước đó của Xpander Cross 2022. Và một điểm liên quan về kỹ thuật cũng như an toàn đó là hệ thống phuộc ở phía trước của Xpander AT và Premium sẽ có cái van thoát dầu giống như Pajero Sport, giúp cái khả năng di chuyển của cả hai phiên bản này sẽ êm hơn, cũng như là ở phuộc ở phía sau đây anh chị, phuộc ở phía sau của cả hai phiên bản này đều sử dụng một cái phuộc mới và to hơn, cũng như là cái phần lò xo cũng to hơn, giúp cho cái việc mà các anh chị đi với cái trọng tải full tải chẳng hạn thì vẫn đầm chắc hơn rất là nhiều so với các đời ở trước đó. Thì thường nếu mà các anh chị sở hữu cái chiếc Xpander của mình từ đời 2018, 19, 20 và 21 thì sẽ có cái một số điểm nhược điểm của Xpander những đời đó là cái phuộc nó khá là mềm. Rồi ở phần tiếp theo mình sẽ đến với phần phía sau đuôi xe của cả hai phiên bản. Đây là thiết kế ha, và các anh chị sẽ thấy cái bộ thiết kế nó, cái phần thiết kế nó sẽ hơi, nó khá là giống nhau ha. Đây phần thiết kế ở đèn ở phía sau này là đèn tia sét ha, đồng bộ với đèn ở phía trước, thì cả hai phiên bản đều giống nhau.
Tuy nhiên thì Xpander Cross, nếu các anh chị từ nãy giờ tinh ý ở phía đầu xe, thân xe thì các anh chị sẽ có thêm cái bộ body kit ở hai bên cũng như ở phần đuôi xe. Và thanh giá nóc trên Xpander Cross phiên bản premium thì sẽ không có ha. Nếu các anh chị nào trung tính thì từ nãy giờ có nói trung tính, các anh chị muốn hài hòa thì anh chị sẽ lựa chọn premium. Còn với Xpander Cross thì nó mang một cái khuynh hướng thể thao mạnh mẽ sport, thì các anh chị sẽ có một bộ body kit này, có thanh giá nóc này mà Xpander Premium sẽ không có ha. Và tất nhiên là giá bán của cả hai phiên bản này cũng sẽ chênh lệch nhau. Ở phần riêng phần ngoại thất như thế thì Khánh giới thiệu sơ cho các anh chị. Còn giá bán chính thức của hai phiên bản thì Xpander Premium có giá bán là 658 triệu, còn Xpander Cross có giá bán là 698 triệu. Hai phiên bản này chênh nhau 40 triệu đồng. Rồi ở phần bên trong nội thất của Xpander Cross và Xpander Premium sẽ có những điểm khác nào, mời các anh chị đến ở phần trong xe ha. Đây, Khánh sẽ đi tới cái điểm ngay lập tức mà các anh chị sẽ có sự thay đổi trên Xpander Cross, đó là cái phần vu lăng bốn chấu và màn hình kỹ thuật số ha. Đây, màn hình kỹ thuật số mang ngay cái thiết kế của đàn anh là Pajero Sport, cái vu lăng này ha, và cái màn hình các anh chị có thể điều chỉnh tới ba định dạng khác nhau. Đó là những cái phần mà Xpander Cross sẽ nâng cấp hơn so với phiên bản premium. Còn những cái điểm mà các anh chị sẽ giữ nguyên trên Xpander Cross và Xpander Premium giống nhau thì Khánh sẽ giới thiệu trên Xpander Cross cho anh chị, và mình sẽ qua Xpander Premium luôn. Thứ nhất là các cái vị trí này ha, vị trí này thì đều toàn bộ là da thật chỉ thật cho các anh chị, giữ nguyên cái toàn bộ những thiết kế, những cái điểm mạnh của Xpander Cross ở trước đó và Xpander Premium phiên bản 2022, những phần điểm này với cái thiết kế theo chiều ngang ha. Cái ngôn ngữ thiết kế này là Horizontal Axis, của một cái thiết kế hoàn toàn mới của nhà Mitsubishi được thiết kế trên Xpander này. Rồi ở trục trung tâm này, trung tâm ở đây thì anh chị sẽ có một cái màn hình là 9 inch giống như Premium ha. Toàn bộ cái trục phía này và qua bên này thì Xpander Cross và Premium sẽ là hoàn toàn giống nhau. Ở đây anh chị sẽ có một cái điều hòa ha. Điều hòa này thì nó vẫn chưa là điều hòa cảm ứng nha các anh chị, hay là auto. Tuy nhiên nó sẽ có một tính năng khá là hay, đó tính năng là max cool. Anh chị chỉ cần ấn một nút thôi, lúc mà mình lên xe thì mình sẽ tới nhiệt độ mát nhất có thể các anh chị, và các anh chị điều chỉnh lại cái điều hòa của mình. Rồi phần vu lăng, phần phần cần số thì các anh chị vẫn có những cái vị trí cần số quen thuộc của hộp số tự động 4 cấp của nhà Xpander từ cái thời điểm 2018 đến giờ ha. Đó là hộp số 4 cấp và các anh chị có thể điều chỉnh từng vị trí này. LR các anh chị sẽ có thêm cái bộ 360 độ tích hợp trên xe, cũng như là cái cảm biến lùi đang báo ở phía sau á, thì cả hai phiên bản Premium và Xpander Cross đều có. Rồi N là số mo bình thường ha, D là các anh chị chạy được rồi. Và với cái vị trí D này thì Khánh giới thiệu cho anh chị luôn là cái phanh tay điện tử. Và phanh tay điện tử này trên cả hai phiên bản đều là phanh tay điện tử tự động, tức là anh chị khi về vị trí B thì các anh chị thì phanh tay sẽ tự động kéo, và khi vị trí D các anh chị chỉ cần nạp nhẹ chân ga thôi thì phanh tay sẽ hạ xuống cho mình. Kèm với đó là một cái không thể thiếu khi mà có phanh tay điện tử, đó là auto hold, giúp các anh chị giữ phanh trong quá trình đi di chuyển ở đô thị. Rồi các vị trí tiếp theo thì vị trí 2 L cũng như là ODOF thì giúp cho anh chị vận hành ở các cung đường khác nhau an toàn hơn. Rồi những cái điểm nâng cấp trên Xpander Cross cũng như Xpander Premium, ở đây sẽ có những cái điểm nâng cấp giống nhau, đó là đèn tự động bật tắt đèn chiếu sáng ở phía trước này ha, và hệ thống gạt mưa tự động. Đây là cái cụm cảm biến này các anh chị, sẽ giúp cho hai cái tính năng hồi nãy Khánh vừa nói cho các anh chị tăng cái tiện ích trên cái xe của mình. Rồi Khánh mời các anh chị đến với cái phần Xpander Premium ha. Thì từ nãy giờ Khánh có giới thiệu anh chị á, thì mình sẽ đi qua với một cái dòng xe gần như là hộp số động cơ khung gầm khá là giống nhau, thì các anh chị sẽ tiết kiệm đâu đó tới 40 triệu đồng so với Xpander Cross. Thì ở phần nội thất bên trong của phiên bản Premium, các anh chị xem có phù hợp với lại cái sở thích của mình hay không ha. Rồi đây, các vị trí như nãy Khánh nói nè, toàn bộ vị trí này đều là da thật chỉ thật. Tuy nhiên thì cái tông màu nó sẽ là màu nâu kết hợp với màu đen nội thất bên trong. Còn Xpander Cross như hồi nãy các anh chị xem á thì sẽ là màu xanh navy kèm với màu đen. Rồi ở đây Khánh xin phép nổ máy ha. Rồi vu lăng, thay vì vu lăng 4 chấu trên Pajero được đưa vào Xpander Cross thì đây sẽ là một cái vu lăng 3 chấu quen thuộc, cũng mới xuất hiện của Xpander, đó là vào tháng 6 năm 2022, vu lăng 3 chấu ha, có tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh nghe gọi cũng như là cruise control đều được trang bị cho cả Cross và Xpander Premium. Thì phiên bản này
premium vẫn có nha các anh chị. Rồi một cái mà điểm Khánh nói này, cái này thì Khánh chưa chắc là mặc định rồi premium sẽ có 360 độ hay không. Tuy nhiên ở cái phiên bản này với trong tháng 3 này thì các anh chị sẽ được tặng cái bộ 360 độ, vẫn có cái điều chỉnh cái góc chiếu sáng ở phía trước trên phiên bản premium này luôn. Và như nãy Khánh giới thiệu thì tự động bật tắt đèn chiếu sáng này, cũng như là tự động gạt mưa cũng sẽ được tích hợp trên phiên bản premium. Đó là những cái điểm thay đổi so với phiên bản trước ha. Thì sẵn đây Khánh nói cho anh chị luôn, cái phiên bản này sẽ cao hơn phiên bản 2022 là 10 triệu đồng, với cái giá bán là 658 triệu so với phiên bản trước là 648, là cao hơn 10 triệu. Thì những điểm mà các anh chị sẽ có trên phiên bản này thì Khánh mong ha là cái camera 360 độ sẽ được gần như là mặc định như là chiếc Xmini Cross luôn. Còn nếu mà không có thì các anh chị sẽ có 3 điểm thay đổi giữa hai phiên bản 2022 và 2023 của premium. Đó là tự động bật tắt đèn chiếu sáng, tự động gạt mưa, và các anh chị có thể điều chỉnh được góc chiếu sáng ở phía trước trên phiên bản này. Rồi, đây màn hình kỹ thuật số này các anh chị. Thì màn hình này thì nó khá là nhỏ thôi. Nó sẽ có màn hình công tu mét này, cũng như màn hình tốc độ, thì vẫn là sử dụng cái đồng hồ kim ở đây ha, và có một cái màn hình nhỏ bên trong đưa các thông tin cơ bản trên chiếc xe cho các anh chị. Khu vực này như nãy Khánh giới thiệu ha, thì vẫn là một cái màn hình 9 inch điều hòa, có mát cool, vị trí cần số, rồi phanh tay điện tử cũng như là auto hold đều được trang bị trên phiên bản premium cho các anh chị luôn. Nội thất bên trong thì toàn bộ là ghế da cho qua ba hàng ghế. Rồi tiếp theo, một cái điểm mà Xpander premium sẽ không có so với phiên bản Cross, đó là tính năng an toàn các anh chị. Tính năng an toàn ha. Về tính năng an toàn, Khánh sẽ giới thiệu sơ cho các anh chị lại về hai tính năng an toàn cơ bản trên Road, Xpander Cross và Xpander Premium. Thì anh chị đều có hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, hệ thống phân bổ lực phanh ABD, hệ thống phanh khẩn cấp BA, hệ thống khởi hành ngang dốc HSD, hệ thống kiểm soát lực kéo ATC và hệ thống cân bằng điện tử ASTC đều được trang bị trên cả hai phiên bản này. Tuy nhiên, một cái trang bị mà đã rất là nhiều kênh review đã review Xpander Cross mang về, và nhà Mitsubishi đã đặt trọn vào, đã đặt cái tính năng cực kỳ mắc tiền trên những cái dòng xe mà đua hoặc là off-road đó, thì mới được trang bị cho anh chị. Thì Xpander Cross đã trang bị Adaptive Zone Control. Đó là một tính năng hỗ trợ anh chị chủ động khi vào cua. Khi mà anh chị vào cua với Xpander Cross, các anh chị sẽ đi vào một cái tốc độ cao thì các anh chị vẫn giữ được an toàn ha. Còn Xpander Premium thì các anh chị sẽ có một cái tính năng cũng khá là tương tự, đó là cân bằng điện tử cũng như là kiểm soát lực kéo. Tuy nhiên hai tính năng này sẽ ngắt công suất động cơ, tức là các anh chị sẽ đi vào cua với tốc độ mà lỡ mà các anh chị đạp nhiều chân ga đó, thì công suất động cơ nó sẽ giảm vào bánh xe. Thì xe các anh chị đơn giản á, thì Xpander Premium khi vào cua để an toàn thì tầm khoảng 40 km/h thôi. Còn Xpander Cross các anh chị duy trì tốc độ 60 km/h thì Xpander Cross vẫn giữ được cái khả năng vào cua và không thiếu lái cũng như là thừa lái quá nhiều, và giúp cho các anh chị đi an toàn hơn rất là nhiều. Đó là chỉ Xpander Cross mới có, còn premium thì không nha các anh chị. Rồi, đó là những cái điểm mà Khánh vừa mới, và đó là những cái điểm khác nhau cũng như giống nhau giữa Xpander Premium phiên bản 2023 và Xpander Cross phiên bản 2023. Những cái điểm hơi ngoài lề một chút xíu, đó là những cái tông màu ha. Thì Xpander Cross sẽ có những cái tông màu mới, cũng như premium cũng sẽ có những tông màu mới. Ở đây là hai cái tông màu mà Khánh giới thiệu cho anh chị, là hai tông màu mới của cả hai phiên bản luôn ha. Xpander Premium các anh chị sẽ có thêm màu đỏ phù hợp cho các anh chị nào có màn hỏa như Khánh ha, và hoặc là sở thích một cái gì đó nó cá tính, thì màu đỏ sẽ được trang bị trên phiên bản premium 2023. Còn Xpander Cross sẽ có một mã màu mới, đây là mã màu nâu ha, nâu nhưng mà nó sẽ hơi xanh một chút xíu so với cái mã màu nâu ở phiên bản trước đó. Về Xpander Cross sẽ có thêm 3 mã màu nữa. Thứ nhất là màu trắng, màu đen là rất là truyền thống nha. Và tiếp theo một mã màu, đó là mã màu cam. Thì cam ở đây sẽ cộng thêm cái ở phía trên nóc á, thì sẽ sơn đen, tức là cam đen. Thì với cái cam đen đó sẽ cao hơn 3 mã màu còn lại, đó là màu nâu này, màu trắng, màu đen là 5 triệu đồng, với giá bán là 703 triệu đồng. Còn Xpander Premium ngoài cái màu đỏ này thì các anh chị sẽ giữ lại 3 cái màu cơ bản. Thứ nhất là màu bạc, màu trắng và màu đen cho các anh chị ha. Và đây là mã màu mới, và Xpander Premium thì sẽ không có phân biệt về giá cả. Tất cả 4 phiên bản màu đều có giá bán là 658 triệu đồng. Rồi, đó là những cái điểm mà thay đổi cũng như là
Khánh vừa so sánh Xpander Cross phiên bản 2023 và Xpander Premium 2023. Phiên bản nào là sự lựa chọn của anh chị? Hãy bình luận ở phía dưới và cùng Khánh trao đổi. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Video tiếp theo thì Khánh sẽ giới thiệu chi tiết cái Xpander Premium phiên bản 2023 màu đỏ này cho các anh chị, một mã màu mới của Xpander Premium 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.